Ngon quá. Ngon không? Thơm nè. Xin chào cô bác anh chị các bạn. Em chào cô chú anh chị nha. Trước tiên thì gia đình mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào. Các mặt hà, nó có chua. Mẹ mua bự anh. Nó dài dài này cũng hơi bỏ nó nè, nó nhảy con. Nhóc luôn này đấy à? Ui, cái quế với lại rau thơm em trồng ok kìa anh nè. Mưa nó tốt. Cái nào ấy bỏ quá trời. Quá bỏ. Lại nhiều. Ăn mấy cái non thôi. Mặt hà này chịu, nó chịu nhảy con là ăn không có kịp. Nhóc luôn. Nhiều lắm luôn. Nhóc luôn. Cái dài dào, lá dào bỏ hết. Có quế, có ớt nữa nè anh. Canh chua thì ở đây chỉ có ngò gai nè, quế nè. Phun sơi chứ nhiều quá trời. Dễ con đâu ăn nhiều quá ăn hết. Đây mình có đám rau ngổ này. Mai chiều mua miếng thịt bò về cái ngắt rau ngổ này xào ok luôn. Hái quế đi. Cái nhà lá vườn nó cây có bông nè, cắt bỏ cho nó ra thực mới, cắt bỏ này nó cũng rụng hột của nó cũng lên nữa. Thì sơn mời cô bác thì các bạn tham khảo nguyên liệu sơn làm bữa cơm hôm nay thì có được hai cái lóc đồng này mình nấu cái chua được, ít tép tép này mình khô quẹt với tấp mỡ. Canh chua thì mình nấu tắc, khóm, rau cần nha. Chị bạc hà. Tép này lột luôn anh. Lột cho em. Lột ăn cho nó ngon ha. Ừ, lột khô quẹt con gái nó thích ăn chứ em để giỏ nó ăn được đâu. Ừ, em lột này xong rồi em lột tép luôn. Ở tốn tiền. Ép này lột xong ha, giấc là mình ốp nước mắm rồi mình chừa lên ít rồi mình nấu canh chua hạt nêm tí ngọt đường nhiều cho nó sệt chút xíu hành tỏi. Con gái mình ăn mình cho ớt ít thôi, nhiều quá cay gái nó ăn không được. Tí tiêu
chút nước mau dừa. Cái này mình kho bằng nước cơm giò, kho cho nó sệt. Còn cái tép mỡ này khi nào mình kho nó gần cạn cái mình cho cái tép mỡ này vô cho nó rút vô tép. Cái tắc này mình sắc ra cái bình này nó còn chua. Tắc này cũng thơm lắm anh ha. Nó còn chua tắc thì thơm rồi nữa. Ngon, nó thơm ngon hơn cái mình nấu me chanh. Cái bắp chuối em thấy hình như có cái bắp chuối nè. Em mốt lấy nấu cơm mẻ. Ừ. Lấy nước. Mình cho cá vô. Đồ có con cua lọt lọt trong đó nữa. Ủa, ngày sáng anh đi chợ có cô đó, có bán cá lóc đó, cô cho. Mình cho ít ớt vô. Đường. Hạt nêm. Cho ít muối vô. Và bột ngọt. Mình cho cái nước tắc vô. Dưới cá ra hả anh? Ừ. Cá để nó chín quá không ngon luôn. Cho nó săn thơm thôi. Còn chút giá mình cho vô sau cùng. Cho ít tỏi, ít hầm vô. Chút xíu nước mắm. Cho nó dậy mùi lên. Này ướp từ sáng giờ. Ừ. Ướp lâu vậy nó mới thấm mới ngon. Đây mình cho miếng nước cơm giò vô cái tô nước ốp này luôn. Rồi mình đổ vô nồi chép kho. Chép kho quẹt. Cho nước mắm vô. Với rau cần. Được. Dậy mùi lên liền. Cá lóc. Cho vô lại. Cá lóc này nè, nãy cũng mới vừa hơi chín nè, chưa chín lắm đâu. Nước cơm. Cơm vô cho nó sệt. Nào cái nó sạch sạch lại ha. Ừ. Sạch thì mới ngon. Mình cho tép mỡ vô cho nó rút vô con tôm mình cho nó béo. Nó dắt này nó còn mình bỏ mỡ vô dắt này nè. Nó tan mỡ ra nó rút từ từ vô con tôm. Hết rồi con
gái khoái món này lắm, cứ sệt sệt những gái nó khoái chan vô em. À, hồi nãy em nấu cũng nhiều cơm mà. Khoái lắm. Cho tiêu vô. Sao bữa nay học có gì vui kể cho nghe chơi gái? Dạ, hôm nay con học bài không kịp nên không có điểm tốt. Không có điểm tốt à, không sao con. Ngày mai mình rút kinh nghiệm ha. Làm nhanh hơn. Đúng rồi, làm rút kinh nghiệm làm nhanh hơn. Làm cho mình tốt hơn. Đúng rồi, không sao con. Cố gắng thì lần sau là ok con. Dạ. Đồ ăn này xong xuôi hết rồi. Mình xin tổng mời cô bác anh chị các bạn ăn cơm với gia đình mình. Cô tiết con mời cha mời mẹ ăn cơm tiết con. Giỏi. Em mời cô chú anh chị dùng cơm gia đình em nha. Ăn gì không? Ăn tôm hay không? Dạ. Này tôm nè. Này sạch sạch quá cha, hơi sạch sạch nè. Đó. Con múc lên múc ăn. Tớp mỡ hay không? Trời ơi. Em thấy cái này nha. Thấy con ăn không? Dạ mẹ ăn đi. Con mẹ ăn trái con trái nha. Dạ. Có gì vậy? Đó đó hả? Còn này chừa cho cha con. Đúng rồi. Cha luôn nha. Chờ, miếng canh vậy ha. Canh chua cá lóc đồng. Con ăn đậu không? Ăn. Ăn rồi ha. Sao ăn ngon mà gò lùa dữ vậy? Trả lời gật đầu không à? Tại họng cơm trong họng mà. Hả gái? Dạ. Ăn dưỡng dưỡng vô. Sai quá. Mày để đây nha. Dạ. Cô ăn hồi cho bóp cái càng cho. Dạ. Càng là cứng lắm. Thì chán thì mới ngon là chán. Chán cái nước kho hả con? Sệt sệt, cay cay. Đúng rồi. Ăn đã luôn. Ăn cái cùng trứng rồi có đã không? Chứ cá lóc đồng mà nói gì nữa, nó béo cỡ nào. Ngon quá rồi. Ngon heo. Ngon. Ăn chua. Ăn chua nấu bằng tắc cái thơm ngon hơn cái me á. Ngon mà ngon thanh, ngọt chua thanh á. Tô ai nấy hưởng nha. Rồi đồng ý em. Nhìn là biết rồi. Con hưởng chung với mẹ. Dạ. Thì có gấp cái cá cho con gái ăn chứ. Có lóc đồng ăn ngon lắm không? Này em cho anh nè. Cái bầu tử ăn chùa mặt luôn á, ngon lắm em. Tại em không biết ăn á. Mày lấy thịt cá này thấy ngon lắm con. Dạ thịt cá cho con ha. Quá trời. Có xương thì lừa ra. Từ từ cái con cá nó lóc cũng có xương. Chứ không phải như thịt đâu. Từ từ ạ, mặt xương ạ. Thịt cá là cũng là thịt cá nè. Đúng rồi. Chua này ngon thiệt chứ. Ngọt chua chua. Tắt rẻ anh, tắt cũng rẻ. Không mắc không? Mà cái nước trong, thấy dòng thấy trong ngon hơn nấu me nữa ha.
Ngon không gái? Ngon. Xuống lại. Thôi, tôi đọc cái càng cho. Cá chấm tôm. Hả? Cá chấm tôm. Cá chấm tôm hả? Cá chấm tôm. Ừ, ngon. Yeah. Có cái càng á, hồi vô nhà lấy đồ bóp nó công. Lấy ăn thử con tôm đi. Con tôm với lại con chua. Tên chua mà tôm khô quẹt cái này à. Ăn hết bài luôn. Quá. Ngon. Ngon hết đồ cơ luôn à. Cha con nấu gì cũng ngon hết vậy. Với bột hen khỏi làm nữa gái. Cha ơi, mẹ mua con đủ 15 tuổi ha. Con sẽ nấu cho con một món này ngon lắm. Ừ. Nấu gì con? Nói cho biết trước được không? Không. Trời ơi, chừng đó nấu mới biết hả? Biết, chừng đó, chừng có chừng đó biết. Ừ. Cũng được. 15 tuổi cũng nó có nhiêu đâu, giờ có 10 còn 5 năm nữa chứ nhiêu. Dạ không gán chờ. Chờ gán chờ mà ăn món ăn của con gái cho nấu. Mẹ cũng gán chờ đi, con nói với mẹ luôn. Ừ. Mẹ phải chờ chứ. Chờ con gái nấu ăn cho ngon bữa. Cái mặn ngọt thì cũng có chứ. Ừ. Vậy hả? Rồi món con nấu không? Chua cay mặn ngọt thì cũng có hết luôn à. Ừ. Có chay mà. Mồ hôi ra. Mẹ cũng khác gì chơi đâu. Ủa vậy hả? Cà chua chút mồ hôi thêm trời hầm đó. Nóng á. Cà chua mới vừa ấy nè. Ừ. Cái đuôi cá anh ăn rồi hả? Ừ. Ăn đi, em ăn đi, lấy con nè. Ăn đi. Trước giờ cha nghe ra ăn thịt dính răng đúng không cha? Ừ. Con ăn xương dính răng nè. Xương dính răng hả? Xương cá dính răng. Ngon quá. Anh ăn miếng đu đủ đi. Ngon quá. Thử miếng đây. Nghe quảng cáo rồi. Ăn thử mới biết. Làm gì anh chưa có ăn á. Anh ăn với Thủy rồi. Ngon. Ngọt ngọt. Ngọt ha. Cái gì vậy? Cay. Cay hả? Mùi tôm à? Còn thèm à. Con ăn tôm với lại cá kho kiểu này con, theo cảm nhận con sao gái? Nó cay cay, nóng nóng. Ừ. Quá chí cơm là hết bài. Bạn hả? Gia đình mình cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của gia đình mình. Gia đình mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.